Giờ bước đầu tiên đối với máy canh sai mà mình chỉnh bộ tờ mới là bắt buộc mình làm từng bước. Đó là bước đầu tiên, nó gồm 3 bước. Bước đầu tiên là giờ là mình gắn cái đế móc này vô. Đó, mình gắn cái đế móc này vô. Đó. Cái đế móc này vô. Đó. Mình siết hờ lại đi. Xong một tới mình gắn cái phần móc này nè. Phần móc này mình sẽ gắn vô trong đây. Đó. Cái móc này nó có tác dụng là con ốc này là có một cái định vị. Trước khi mình bỏ vô là nó có một định vị. Đó. Trước khi mình dặn là tự động nó sẽ có một cái định vị. Đó. Xong đồng thời lúc đó mình bước đầu tiên nè là mình lấy đoạn ngao móc. Là nhớ nè, quay kim xuống tận cùng nè. Lấy đầu ngón móc tầm 3 ly. Thường 2 ly 8 đến 3 ly, 2 ly 8 đến 3 ly 2. Còn đi làm thực tế mình chỉnh thì tầm cỡ 3 ly thôi. Đó, giả sử như mà mình canh mắt chưa quen chỉnh á thì mình lấy cái lục giác 3 ly nè, mình kéo vô. Đó, 3 ly. Đó. Thấy không? Đó là bước đầu tiên, nhớ bước đầu tiên phải quay kim xuống tận cùng nè, tận cùng dưới. Lúc đó mình mới lấy độ ngâm móc tầm cỡ 3 ly. Đó, thấy tầm cỡ 3 ly không? Đó. 3 ly nè. Đó. Xong tới bước thứ hai là cái phần lấy chiều sâu kim. Lấy chiều sâu kim nghĩa là mình quay cho tới cái kim ngoài cùng này. Đó. Quay cho cái kim ngoài cùng này nè. Rồi lúc đó mình lấy chiều sâu kim nè. Rồi bây giờ mình mở lỏng ra. Mở lỏng ốc ra. Đó, mở lỏng ốc ra. Đó, bắt đúng tầm cỡ 1 ly. Đó, bắt đúng tầm cỡ 1 ly. Thấy chưa? Nha, lấy chiều sâu kim là đúng tầm cỡ 1 ly nè. Tính từ cái thời điểm mà cái lỗ vác này lên đây ta gọi là 1 ly nè. Đó là bước thứ hai. Đó, tới bước thứ ba là mình lấy phân hở. Lấy phân hở là sao? Lấy phân hở nghĩa là lấy làm sao cho móc và kim không hở, không đá, ta gọi là lấy phân hở. Đó. Bây giờ mình sẽ mở lỏng ốc này ra, mình xê dịch. Đó, xê dịch nè. Đó. Xe dịch đúng 1 ly nha. Đó. Cho nó chỉnh 1 ly đi rồi mình phá con ốc lại. Đó. Nhớ đúng 1 ly rồi mình phá con ốc lại. Đó, xong rồi mình tới bắt phân hở. Đó. Mình bắt phân hở. Đầu hở bằng 0 nha. Đó, xong mình bắt phân hở. Đó. Phần hở bằng 0 nè. Hiện tại cái kim này nó đang hở nè. Đang hở mà cái kim ngoài này nó không hở thì bắt buộc cái táp kim này nó đang bị nghiêng, thì mình mở lóc, mình mở lỏng con ốc này ra. Mình xê dịch làm sao cho táp kim cho nó ngang bằng, cho song song với móc. Đó. Ngang bằng song song với móc. Đó. Ngang bằng trở song song với móc. Đó. Trở ngang bằng xong rồi lúc đó mình lấy cây chìa khóa 8. Khóa 8 mình xê dịch cái táo nè. Xê dịch làm sao mà cho ba cây kim nó song song với nhau hết, không được hở mà không được đá nha. Đó, không được hở, không được đá. Đây. Ăn tí gõ nhẹ vô. Dạ. Không được hở mà không được đá nha.
ba cây chuẩn bằng bằng không hết nha. Hiện tại giờ cái kim này nó đang đá thì mình xê dịch nó, xê dịch đáp kim sao cho nó hai cây kim kim trong cùng và kim ngoài cùng đậu hở bằng không, không được hở mà không được đá đó. Rồi đồng thời lúc đó mình mới chỉnh giá đỡ, mình mới chỉnh giá đỡ sao nè, chỉnh làm sao con ốc bên đây nó có tác dụng nè, con ốc bên đây có tác dụng là xê dịch, xê dịch cái giá đỡ lên xuống được đó, mọi người thấy không? Cái này có thể xê dịch ta giá đỡ này nó có tác dụng là đỡ được kim là chạy hàng dày. Thường thường chạy hàng dày nó ưa bị gãy kim là quan trọng giá đỡ nè. Giá đỡ mà không đỡ được ba cái kim là chạy hàng dày nó sẽ bị ảnh hưởng đến cong kim, bổ mũi hoặc gãy kim đó. Đối với mà chạy hàng dày thì mình phải chỉnh giá đỡ tuyệt đối phải 100% hết. Xong đồng thời lúc đó mình mới siết ốc lại. Đó. Siết con ốc lại. Siết cứng ba ốc lại. Đó. Trước khi mà chỉnh giá đỡ là mình phải quay móc nè. Trước khi mà mình chỉnh giá đỡ phải mau quay móc về cho tới cái kim đầu này nè đó, quay móc về cho tới cái kim đầu này, lúc đó mình mới chỉnh giá đỡ đó, lúc đó mình mới chỉnh giá đỡ đó. Nhớ nha, trước khi mà mình chỉnh cái giá đỡ này mình phải quay cho cái móc tới cái kim đầu này, lúc đó mới ép sát giá đỡ lên, chỉnh làm sao cho đỡ được ba cái kim là ok. Mà đối với mà chạy hàng chịu ba kim mà chạy kim bự thì nó dễ đi, mà hàng nó bị bể vải hoặc nó bị bể vải mà chạy kim nhỏ thường thường nó ưa bị bộ mũi lắm, mình phải chỉnh 100% đó, không được hở mà không được đá luôn nha. Rồi xong phần giá đỡ sau xong rồi, lúc đó mình tới phần giá đỡ trước. Nhớ siết cứng lại. Trước khi chỉnh giá đỡ mọi người phải siết hà con ốc giá đỡ đó lại đi. Đó. Rồi. Cũng quay cho móc tới cái kim đầu. Quay cho móc tới cái kim đầu này, lúc đó anh mới chỉnh ép giá đỡ. Đó. Ép giá đỡ kiểm tra đậu hở bằng không hết, phá luôn cái móc này lại. Giá đỡ sau này nó có tác dụng là tạo một dòng chỉ, giả sử như mà cái mặt hàng mà bị dòng cây kim thứ nhất, cây kim thứ hai nó không có hồng lọng, một là mình ăn giá đỡ trước nè, nó có tác dụng là ép tạo một dòng chỉ ra, tạo một cái dòng chỉ cho lúc mà móc đang lâu tới dòng chỉ nó bung ra nó sẽ bắt được. Mà giả sử như giá đỡ sau này nè mà nó hở ra thì thòng lọng của mình á nó nhỏ đi, thòng lọng của mình nó nhỏ đi sẽ chạy tốc độ nhanh, nó sẽ bị bọ mũi. Đa số mà bọ mũi kim trong đây hoặc kim trong đây là nó không có thòng lọng, một là hở kim, hai là thòng lọng không có, lúc móc lao tới là sẽ không bắt được công chỉ đó. Còn mà bỏ mũi kim ngoài này, một là thòng lọng nó nhiều, hai là cam đánh sớm nhiều quá đó. Trường hợp mà không có hồng lọng thì mình phải chỉnh giá đỡ nè, cho độ ngâm ốc xa gần tí, tầm cỡ 3.2 ly. Sau đó cái giá đỡ trước này nó có luôn luôn lúc nào nó cũng phải cao hơn giá đỡ sau nha mọi người. Đó, chỉnh đầu hở bằng không nha. Đó, xong mình siết cứng khóa rồi. Đó, vậy là xong phần bộ tạo mũi rồi. Đó, xong phần bộ tạo mũi rồi. Nhớ trước khi chỉnh xong là mình phải siết cứng hết ốc lại nha. Trước khi mà chạy mà hàng dày hàng mỏng á, thường thường á mà bị gãy kim đa số gãy kim này nè. Gãy kim á là thường thường á là xiên lưng nó nhiều quá. Cái nghĩa là xiên lưng móc nè. Lúc mà ví dụ như mà bây giờ ví dụ như cây kim đi. Ví dụ như xả lỏng móc này ra nè. Đó,
cho nó xiên lưng nhiều xuống, cho nó xiên lưng lên đó. Bây giờ giả sử như nó thường thường nó bị gãy kim trong đây, kim trong đây, một trước tiên nó bị gãy kim là mình phải kiểm tra nè, kiểm tra coi kim nó có sát đụng dưới mặt ngoài không đó, kim có sát đụng dưới mặt ngoài không. Giả sử như đụng dưới mặt ngoài thì mình một là mình đi mài nữa, đi mài cái phần lỗ này cho nó rộng ra để phân hơi á. Hai là mình kiểm tra coi có đá kim không hay là xiên lưng nhiều quá không. Thường thường á, xiên lưng nhiều á có nghĩa là cây kim cuối cùng này nè nó sẽ ghim vô cái thân móc này nhiều quá là sẽ bị gãy kim. Giả sử mình kiểm tra mặt nguyệt đồ ok các thứ mà vẫn còn bị gãy kim là do cái thằng xiên lưng mình nhiều quá. Rồi lúc đó mình bắt buộc phải chỉnh cho độ xiên lưng trong đây nè. Mình mở lỏng coi, mình mở lỏng qua cái nắp này ra nó sẽ có một lục giác chìa khóa 8 đó. Còn ở đây là cái cam điều hòa chỉ nè, đây là cái cam điều hòa chỉ nè đó. Trước khi mà mình chỉnh cái cam này á, trước khi mình chỉnh cái cam này á, chỉnh cái cam này á, trước khi chỉnh là phải nè cho kim vừa nhấp nhau đi xuống nè, cam đánh nè đó. Đó. Cam đánh chỉ này ta gọi là sớm nè đó. Cam vừa đánh về ta gọi là sớm nè, nhớ là kim vừa nhấp vô đi xuống nè đó. Rồi lúc đó anh mới siết lại đó. Rồi nhớ là chạy hàng dày hoặc hàng mỏng là bất cứ mình phải chỉnh bộ tàu mũi 100% đó. Còn mà vấn đề mà cách xử lý sao cho lẹ thì mới mốt sẽ ra phần tiếp theo đó. Bây giờ trước bước đầu tiên mình là chỉnh cơ bản máy canh sai 3 kim 5 chỉ, quăng thay cái thằng giá đỡ này cực kỳ quan trọng nha. Giả sử như mà mình muốn xiên lưng ít thì xiên lưng nhiều á thì mình có mở lỏng lục giác ra đây nè, mình kéo về tận cùng, kéo về đây là xiên lưng nhiều, mà muốn xiên lưng ít thì mình đẩy ngược tới, lúc đó mình siết cứng ngóc lại để sẽ xiên lưng ít đó. Rồi chúc mọi người thành công nha.